Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm bánh tay yến nước cốt dừa. Với cái cách chia sẻ của mình ngày hôm nay thì sẽ cho chúng ta thành phẩm bánh tay yến của mình. Cái dìa bánh rất là dặn, giòn, bên trong thì nó có nhiều rễ tre nè, thơm béo và nó có cái chóp rất là cao. Nếu mà bạn nào làm chưa thành công với cái bánh tay yến thì có thể tham khảo video ngày hôm nay thì sẽ thành công ngay lần đầu tiên mình tham khảo luôn đấy ạ. Nếu bạn nào cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với món bánh tay yến nước cốt dừa này đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu có. Đầu tiên thì mình sẽ có một trứng gà nè, 2 ống vani, nửa muỗng cà phê muối, 25g bột nếp. Nước cốt dừa thì sẽ dao động từ 250 tới 270ml nước cốt dừa. 250g bột gạo lọc, mình nên sử dụng bột gạo lọc để bánh của mình mềm và giòn hơn ha, và nó có nhiều rễ tre hơn. Bột gạo lọc là những cái bột mà có cái viên viên tròn tròn như thế này nè. 160g đường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cho 250g bột gạo lọc, thêm 25g bột nếp. Bột nếp thì sẽ có tác dụng giúp cho bánh của mình nó mềm khi mà mình, nó sẽ không có bị cứng khi mà mình để nguội ha. Và mình sẽ lần lượt mình vệ sinh tay thật là sạch và mình đổ nước cốt dừa từ từ, sẽ dao động từ 250 tới 270. Mọi người cứ nhồi cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái khối bột của mình nó mềm hơn cái khối bột của mình tạo bánh trôi nước là được. Vì là có cái bột mới cũ nên nó sẽ có lượng hút nước cốt dừa khác nhau, nên là các anh chị và các bạn sẽ canh chỉnh theo cái bột cũ mới nha. Nên là chúng ta sẽ cho từ từ. Khi nào mình tạo thành khối rồi thì mình sẽ kiểm tra cái khối bột của mình coi nó đã đạt cái bột, nó đã mềm hơn cái bột trôi nước chưa. Nếu mà mềm hơn bột trôi nước một chút xíu thì chúng ta sẽ nhồi, và mình cứ nhồi lên tay trong vòng 10 tới 15 phút nha. 20 phút cũng được, mọi người nhồi nhiều thì cái bột của mình nó sẽ nhạy hơn và nó có nhiều rễ tre hơn đó ạ. Đó, và lượng nước cốt dừa ngày hôm nay thì mình sử dụng có tầm 270ml nước, nên là mình sẽ cho vô từ từ và mình nhồi ha. Mọi người, cái bánh tay yến này tuy nó dễ nhưng mà nó không có dễ tí nào đâu, nên là các anh chị và các bạn phải chịu khó nha. Rồi mình nhồi nè, mình cứ nhồi, mình cứ nhồi như vậy cho tới tầm 15 tới 20 phút cũng được, 10 phút cũng được, nhưng mà 15 tới 20 phút thì thời gian nó lâu hơn thì nó sẽ thành công nhiều hơn đấy ạ. Đó, khối bột của mình nó rất là mềm, mềm hơn cái vỏ bánh trôi nước đấy ạ. Và bây giờ thì mình sẽ nhồi 15 phút nha, 10 tới tới 15 phút là được. Đó, mình cứ nhồi miết như vậy đó, cứ nhồi. Và khi các anh chị và các bạn nhồi một lúc thì cái bột của mình nó sẽ mềm ra một chút xíu ha, và nó sẽ lỏng ra một chút xíu nữa. Và mình nhồi đều tay nha. Mọi người đừng có thấy là bột nó cứng quá, tí nữa mình nhồi một chút xíu, mình cứ nhồi như vậy, mình miết như vậy thì cái bột của mình nó sẽ mềm như thế này. Và sau khi mà mình nhồi được 10 tới 15 phút thì cái bột của mình đã tạo được rất là nhiều bọt khí nè. Mọi người nhồi làm sao mà mình cảm thấy nhiều bọt khí và cái bột của mình nó lỏng ra như thế này là đạt rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chọt những cái bọt khí này để cho các anh chị và các bạn coi ha, bột như vậy là đạt nè. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho đường vô ha. Rồi, cái trứng này thì chúng ta sẽ đập ra. Và mình sẽ cho 2 ống vani vô. Sau khi mà mình cho 2 ống vani vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ tiến hành mình đánh cho cái trứng của mình nó bồng lên. Mình đánh cỡ tầm 5 phút gì đó thì cái trứng của mình nó càng bông xốp lên thì cái bánh của mình nó sẽ có nhiều rễ tre và nó sẽ, cái dìa bánh nó sẽ dặn hơn đấy ạ. Đây là một những cái mà mình cảm thấy rằng mình làm á, sau bao nhiêu lần thì mình cảm thấy như vậy thì cái bánh của mình nó đẹp hơn đấy ạ. Đó, mình cứ đánh lên, mình đánh bông lên như thế này nha. Mình đánh có tầm 5 phút. Rồi, sau khi mà mình đánh xong rồi thì mình sẽ sử dụng tay mình quào cái phần bột với đường này, cho cái phần bột và đường nó sẽ tan ra hết ha. Mình quào hoặc là mình cào gì đó, mọi người làm như thế nào mình cảm thấy thuận tay là mình được. Mình cứ tạo cái tác động vô cái phần bột của mình để cho bột của mình nó nhạy hơn. Và mình nhồi càng lâu, quào càng lâu thì cái bột của mình nó càng nhiều rễ tre nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho, sau khi mà đường đã tan hết thì các anh chị và các bạn sẽ cho cái phần trứng vô. Và mình sẽ quào ở đây tầm 20 tới 30 phút nha. Mọi người cứ mệt thì mình nghỉ xong rồi mình lại quay lại mình quào. Và mình sẽ, sau khi mà đủ thời gian 20 tới 30 phút rồi thì chúng ta sẽ đậy nắp và cho bột nghỉ tầm 1 tiếng tới 2 tiếng trước khi mà mình đang đi chiên ha.
Và có một cách nữa là các anh chị và các bạn có thể sử dụng cái phới này mình đánh nè, mình đánh cho cái bột của mình nó đỡ mỏi tay nha. Nhưng mà mình cảm thấy đánh bằng phới thì bánh của mình nó sẽ không đẹp bằng cách mình quào bằng tay đâu ạ. Nên đây cũng là một cái lưu ý các anh chị và các bạn lưu ý nha. Nếu mà mình quào bằng tay thì các anh chị và các bạn cứ quào thôi, tầm 20-30 phút. Rồi sau khi mà mình cho bột nó nghỉ được 1 tiếng rồi, tới 2 tiếng thì chúng ta sẽ bắt bếp một cái chảo dầu. Và cái lửa này các anh chị và các bạn canh chừng lửa dùng mình nha. Lửa trung bình, lửa cũng rất là quan trọng để tạo cho cái bánh của mình nó rìa đẹp đó. Và cái phần bột sau khi mà mình cho nghỉ được 1 tiếng tới 2 tiếng rồi thì mình sẽ khuấy đều lên cho bột của mình nó đều ha. Đó, mình khuấy đều. Sau khi mà mình khuấy đều rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái ly và mình sẽ cho bột vô cái ly này. Và cứ mỗi lần mình lấy bột mình đổ bánh đó, thì mình cứ đảo đều lên trước khi mà mình lấy nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra dầu như thế nào là đạt. Dầu khi mà các anh chị và các bạn nhúng cái giờ đũa vô và nó sôi quanh cái đũa như thế này là dầu đạt ha. Và cái lượng lửa trung bình khi mà mình cho dầu vô thì cái lửa ở một cái mức lửa duy nhất nha các anh chị nha. Rồi khi mình cảm thấy dầu nó nóng rồi thì chúng ta sẽ đổ dứt khoát cái bột từ trên cao xuống. Nhớ là đổ dứt khoát để nó tạo cái rìa bánh dặn hơn và nó tạo thành chóp cao hơn ha. Và cái lượng dầu thì các anh chị và các bạn đổ vừa đủ mình chiên một cái bánh thôi, không quá nhiều dầu. Các anh chị và các bạn cho quá nhiều dầu thì bánh của mình nó cũng sẽ không có rìa đẹp đâu ạ. Và nó không tạo thành chóp ha. Và những cái lỗi mà mình mắc phải khi mà làm bánh tay Yến đó là các anh chị và các bạn chiên nó không có ra rìa đúng không ạ? Và không có giòn cái rìa bánh. Thì các anh chị và các bạn lưu ý rằng bột của mình không được quá lỏng, và dầu của mình không được quá nóng nè, và không được quá nhiều dầu. Lửa ở một mức lửa, mình để cho dầu nóng ở một mức lửa trung bình ha. Chảo của mình phải là chảo mà nó sâu lòng nhé. Thì như vậy thì mình sẽ chiên bánh tay Yến thành công. Đây là những cái mẹo mà mình, những cái lưu ý khi mà mình chiên bánh tay Yến đó ạ. Và cái thứ hai, một cái lưu ý nữa là các anh chị và các bạn phải đổ bột ở trên cao và đổ dứt khoát xuống, không có được khựng khựng ha. Đó, dầu của mình nó nóng vừa tới thì khi mà mình đổ từ trên cao bột xuống thì nó tạo rìa rất là đẹp và nó tạo thành chóp nên rất là, nó chóp rất là cao luôn ha. Đó, đó là những cái lưu ý mà mình mắc phải khi mà mình làm bánh tay Yến không thành công, nên là các anh chị và các bạn có thể tham khảo để mình làm bánh tay Yến thành công hơn nhé. Thank you.